Chu Thanh Huyền bị góp ý vì hành động thiếu lễ phép với mẹ chồng. Chị dâu của Quang Hải lên tiếng giải đáp, Chu Thanh Huyền đích thị là nàng Quách Thị Phi, những hành động của cô nàng nhiều lần khiến dân mạng bàn tán. Mới đây, trong một clip, cư dân mạng đã để ý thấy cô dâu mới của Quang Hải cầm cốc bằng một tay khi cụng ly cùng mẹ chồng và được bà dặn dò thân tình. Dân mạng để lại bình luận, góp ý Huyền nên cầm hai tay cảm ơn khi mẹ chồng mời. Hành động của Chu Thanh Huyền bị đánh giá là thiếu lễ phép với mẹ chồng. Dù vậy, ngay cả Quang Hải khi ấy cũng chỉ cầm ly bằng một tay để chúc tụng với mẹ. Chị dâu của Quang Hải sau đó đã lên tiếng giải thích giúp em dâu, đoạn đầu Huyền cầm hai tay nhưng em không quay được đoạn đó, khúc này là chuẩn bị bỏ xuống để uống đó chị ơi.